Xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em khi mà sửa một cái bình thủy. Bình thủy này đây, bình của Toshiba, cái mã của nó là PLK30FL. Thì con này cái hiện tượng của nó là khi mà đang sử dụng, ấn vào cái nút bơm thì nó dừng lại. Tức là nó cái mạch của nó bị mất nguồn, và sau khi rút điện ra một lúc cắm lại thì nó lại được. Và sau một số lần mà khởi động đi lại như vậy thì đến một ngày là nó tịt hẳn các bạn, tịt ngóm luôn, coi như là tắt đèn luôn của Ngô Tất Tố luôn. Thì sau khi mà nó tắt đèn như vậy rồi thì mở ra thì cái bo của nó đây các bạn, thì nó bị lỏ mất một con điện trở. Con điện trở R0 này. Con này thì bản thân của nó là 63 ohm các bạn nhé, 62 ohm. Đấy, thì khi mà nó nổ con điện trở này rồi á thì khả năng là nó chết một trong các cái linh kiện đằng sau. Thì hôm nay tôi sẽ sửa, vì tôi thì đang nghi là nó chết cái con IC nguồn này các bạn. Đó là con MIP0223SI này, dẫn đến là nổ con điện trở. Cái con điện trở hạn dòng thì sau đây tôi sẽ tháo cái con IC này ra để đo. Tôi sẽ tháo con IC các bạn nhé, bởi vì con IC này là con IC nguồn chứ không phải con đèn, nó là con IC nguồn các bạn. Đấy, hút mà nó cũng chưa ra đấy. Sợ là khi mà nó chết dở rồi. Đấy, đang hút thiếc rồi. Mà có vẻ nó chưa nóng ra, ngã luôn ra. Thì tôi là cũng không phải là thợ chuyên các bác, tôi là thợ vườn, là thợ ba lăng nhăng đấy. Nha các bác, nhìn mỏ hàn thì biết là thợ có chuyên hay không. Này, hút sạch tí còn hàn vào. Đây các bạn, đây chính là cái con IC đấy nhá. Đây các bạn, đây chính là con IC này. Con này là MIP0223SI. Đấy. Con này thì nó có 3 chân. Hai chân gọi là đây, đây là hình của nó đây, hai chân là DS. Thì nó là hai cái cực mà nó giống như kiểu con MOSFET đấy. Đây để tôi so sánh với cả một con nó sống đấy. Hai con này thì do là nhỏ từ các cái linh kiện khác sang, tôi sẽ đo thử xem là nó tình hình nó như nào nhé. Đây tôi sẽ để cái mắt đi. 92 ohm. Đây, nó 92 ohm. Đây là chân D và chân S. Đấy, hai chiều nó đều thông rồi. Nó thông mẹ cả chân thứ ba luôn. Đấy. Ta đo thử cái con mới này xem tình hình nhá. Đây. Nó không lên con. Đấy. Đấy, một chiều nó lên. Thì có một phép nó giống như là một phép IC này, nó giống như một phép nhưng nó có cái cực điều khiển của nó khác.
con này có hai con phép đấy, đo đã thấy nó khác bọt với con kia rồi đấy. Con này lên này, con này chắc nó cũng lên ở chân giữa, nhưng mà con này nó thông mẹ cả hai chiều rồi. Đấy. Thế thì trước khi sửa thì phân tích qua về cái sơ đồ của nó nhé. Cái sơ đồ mạch của nó thì đầu tiên nó có một con diode D1 đây các bạn này. Để nó chỉnh lưu xuống DC 300V. Thì nó qua cái con điện trở này, con điện trở hàn dòng này nó là 62 ohm. Đấy thì nó lập trên cái con tụ C2 này để được 300V DC. Đấy, 30V DC này nó đưa vào chân D của cái con Q1. Thực ra con Q1 này nó là con IC này các bạn. Nó là IC MIP 0223SI. Thì con IC này nó có chân D, chân S nó giống như là MOSFET. Và chân C là nó lấy tín hiệu điều khiển. Thì con này nó có điện trở mồi sẵn ở trong rồi, nó tích hợp thì các bạn có thể tra cái con 022MIP 0223SI trên datasheet thì nó sẽ có đấy. Rồi sau đó thì nó có một cái cuộn L1 ở đây, cuộn L1 và có một con diode ngược ở đây để làm gì, để mà tạo ra cái điện áp âm và nó lọc cái tụ C5 này để mà lấy ra được cái nguồn VCC 10 âm 12V. Đấy, đây là 0, đây là âm 12V nhé. Và nó sẽ có một con trở và một con zener, diode zener để nó điều khiển cho cái đèn này. Nó lấy ra đây là âm 5V. Đấy. Điều khiển âm 5V nhá. Thì con jack D này nó 5,6 thì phải. Đấy thì cái sơ đồ là như vậy. Thì lúc mình tháo ra mình đo ấy là cái con này DS này chân nó đã thông nhau cả hai chiều rồi. Nghĩa là cái con MOSFET trong con IC này nó có một con MOSFET. Đấy thì con này nó đã bị thông nhau rồi. Và nó thông với cả chân C nữa. Nó không, nó thông. Nó thông cả hai chân này với cả con C. Đấy thì và mình cũng đã nghi ngờ là nó chết cả con tụ này các bạn. Nó chết con tụ này nó dẫn đến là cái con IC này nó không cắt. Đấy, nó đóng dẫn đến là chập. Thì mình đã thay cả con tụ này và thay cả cái con Q1 này. Đấy. Thì cái nguồn này nó tạo ra là âm 12V ở đây. Và đây là 0 các bạn nhé. Còn đây là âm 5V. Đấy, cái nguồn này nó ngược. Thì bình thường ấy là nó nguồn 5V đúng không ạ? IC nó hay chạy 5V nhưng mà con này nó chạy là âm 5V. Và cái 12V này thì nó sẽ cấp cho, nó cấp cho relay này. Relay và bơm cấp chờ sẵn cho cái bơm nước. Đấy, thế còn 5V này cấp cho vi xử lý. Đấy. Thế thì khi trước là nó lổ con này. Nó bị nổ con này. Đấy, và con này tháo ra đo thì thấy chập. Tuy nhiên ấy thì mình thay luôn cả con C4 này các bạn nhé. Để cho chắc, không có lắp vào cái là nó lại con này mà chết thì con IC này nó cũng có thể lổ. Nó cũng có thể chết theo đấy. Thì đấy là cái sơ đồ như vậy nhá. Đấy thì bây giờ tôi sẽ tiến hành thay thế các cái con này, thay con này và con này vào. Đấy để xem là nó có được không nhá. Thì các bạn chúng tôi hãy cùng tôi thay con này nhá. Đấy, vừa khít rồi. Vấn đề bây giờ là phải hàn. Vấn đề bây giờ nó thuộc về kỹ thuật hàn này. Tôi chưa biết phải hàn con này như nào nhưng mà thôi. Tắt cái đồng hồ đi cái chơi. Tắt đồng hồ đỡ tốt. Tắt đồng hồ đỡ tương pin. Và bây giờ hàn thì chắc có lẽ phải kê nó ra thì mới hàn. Thôi dùng mẹ tay giữ. Đây, thiết đây. Thiết vào.
Mẹ dùng tay giữ nóng phải chịu, nóng mà giữ rút ra là đất. Một con à? Thôi con đèn coi như xong các bạn nhé. À con IC nhá, bây giờ đến con chở này, con chở lướt toát này. Hút cho đồng hoa. Đây là con chở này. Vứt con chở này ra, thay con chở khác. Đây. Rồi có một con chở 90 ôm, con này 100 ôm thôi, 90. Nó to hơn con cũ một tí nhưng mà thôi cứ cho nó không sao. Mình đang thử mà. Đây, tôi sẽ hàn nó vào các bạn. Con này nó banh như dã man thế này. Mẹ cắm nhầm lỗ bảo sao nó không vào các bạn. Đây cái lỗ nó ở trong này cơ. Ấy bỏ mẹ chứ. Cắm nhầm lỗ. Cho nên nó không vào là đúng rồi. Rồi. Đã thay xong rồi. Đấy. Là cuối cùng là đã thay xong nhá, bỏ hai con này ra đây. Bây giờ tôi sẽ tiến hành cướp thử con nguồn xem nó như thế nào. Vấn đề bây giờ là sắp vỡ đê rồi đây này. Đây AC ở con này ở đây. Con này con màu trắng à, đúng rồi. Đấy có vẻ chuẩn đấy. Con này là con cấp nguồn vào đây. Đâu con này con ra ấy. Con này con quan. Một chân quan, một chân là nguồn xanh vào chung. Chân quan là chân sửa. Đấy, tạm thời như thế nhé. Cái bơm tí tính sau. Đấy, nó đã hoạt động bình thường rồi các bạn nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành giáp nó vào. Đấy. Đấy thì sau khi mà thay cái con IC MIP 0223 SI cộng với cả một con điện trở 100 ohm, không có con 62 ohm thì tôi lấy con 100 ohm tôi thay vào.
Và cái con tụ C4 thì cái ấm nó đã hoạt động đây các bạn, nó đã lên bình thường nhá. Đấy, đun đĩa các thứ, bơm các thứ chạy ngon lành. Đấy. Đấy, chúc các bạn thành công nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.